Vâng, em xin chào các anh. Đấy. Anh nào đang cần bộ dàn dưới 2 triệu không ạ? Thì đây là em có một bộ dàn Onkyo X7 giá dưới 2 triệu cho các anh dùng về nghe nhạc. Đấy, từ điện thoại, từ máy tính và có kết nối đường quang để mình nghe nhạc từ đường quang TV ra đều được các anh nhé. Con này thì tình trạng hàng về là CD không ra vào được nhé, nên là em không test được CD. Đấy. Cái này thì dây Kura chắc lâu ngày nó trùng rồi, mọi người thích thì về tự thay dây Kura nhé. MD, CD coi như là không đọc rồi. Đấy. Thì em bán con này là chủ yếu là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính và cắm đường quang TV nghe nhạc cho những anh nào mà chúng ta không cần phải nghe nhạc từ CD ra nhé. Bởi vì cái nhu cầu CD bây giờ cũng có những người chúng cũng không dùng đến đâu. Đấy, ok. Thì con này sẽ có các đường vào ở đằng sau này để kết nối điện thoại máy tính nhé. Đây các anh nhìn này. Đây, đường vào đằng sau đây, đường line in này, đường tape in này và đường serial in là 3 đường vào để kết nối điện thoại máy tính đều được. Có đường quang để kết nối đường quang TV đây. Đấy, bây giờ em sẽ đang thử cho các anh ở đây là cái đường vào là đường line in này. Các anh có thể thấy nhá, là hai bên đều có tiếng nhá. Đó. Đường vào line in đang có cả hai bên đều có tiếng, tức là công suất vẫn ra bình thường. Đấy, và hàng về thì nhìn chung là còn đẹp này. Cạnh loa cái thứ ok nha, loa bát là 13 màng giấy gân cao su, bát đánh rất là sâu và ấm, anh nghe rất là hay. Đây là một có một vài chỗ xuất sắc nhưng mà tí nhá không tránh được. Có vài vết xuất sắc này không tránh được đâu. Nhưng mà nhìn chung đấy, mà để nhìn tổng thể thì cái bộ dàn này là nó vẫn là một bộ dàn đẹp. Có đôi chút xuất sắc này không cháy được rồi. Đấy, bây giờ xin mời các anh nghe một đoạn chiết âm của cái bộ dàn nhé. Căng của loa nhé. Ok, thì đấy là một đoạn chất âm của bộ dàn khi mà nghe qua cái kết nối dây AV để kết nối với điện thoại, kết nối với máy tính anh nhỉ. Đấy, còn kết nối đường quang, các anh ấn input chuyển sang đường digital. Đấy, nên là được bật lên hơn. Vui như tháng năm không ra và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chiếm bao cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em
thật gần. Xin em hãy coi ngày vui là đây. Ok, thì đây là con X7, bộ dàn full bộ của nó nhé. Này, con X7 và loa X7 luôn. Loa này thì bát 13 cân cao su, màng giấy, công suất mỗi loa là 70W, sử dụng phù hợp cho các cái phòng nó khoảng tầm 20-25m2 đổ về. Đấy, để nghe nhạc rất là hay. Đấy, anh nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966 594 581. Giá bộ này bình thường là những con nó đọc CD và nó đẹp hơn một xíu, tức là đẹp sắc, nó là hàng xuất sắc hơn con này một xíu nhá, thì là 2.250.000. Thì với đôi bộ này thì em bán là 1.850.000 thôi. Bác nào mua bộ này alo cho em nhé, số điện thoại là như em đã đọc nhé. Địa chỉ cửa hàng ở tại 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội các anh nhé. Vâng, xin chào các anh.